sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng. Trong tự nhiên cũng như trong kỹ thuật, ta thường quan sát thấy sự chuyển hóa cơ năng từ dạng này sang dạng khác, động năng chuyển hóa thành thế năng và ngược lại thế năng chuyển hóa thành động năng. Dưới đây ta sẽ khảo sát cụ thể sự chuyển hóa này. Một là mã, sự chuyển hóa của các dạng cơ năng. Thí nghiệm thứ nhất, quả bóng rơi. Thu thập thông tin. Hình 17.1 trong sách giáo khoa ghi lại vị trí của quả bóng đang rơi sau những khoảng thời gian bằng nhau. Xử lý thông tin. Câu hỏi số 1, độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào trong thời gian quả bóng rơi? Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau đây. Trong thời gian quả bóng rơi, độ cao của quả bóng chấm chấm dần, vận tốc của quả bóng chấm chấm dần. Câu hỏi số 2, thế năng và động năng của quả bóng thay đổi thế nào? Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau. Thế năng của quả bóng chấm chấm dần, còn động năng của nó chấm chấm dần. Câu hỏi số 3, khi quả bóng chạm mặt đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên, độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào? Thế năng và động năng của nó thay đổi thế nào? Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau. Trong thời gian nảy lên, độ cao của quả bóng chấm chấm dần, vận tốc của nó chấm chấm dần. Như vậy thế năng của quả bóng chấm chấm dần, động năng của nó chấm chấm dần. Câu hỏi số 4, ở những vị trí nào, A hay B, quả bóng có thế năng động năng lớn nhất, có thế năng động năng nhỏ nhất? Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của các câu trả lời sau. Quả bóng có thế năng lớn nhất khi ở vị trí chấm chấm, và có thế năng nhỏ nhất khi ở vị trí chấm chấm. Quả bóng có động năng lớn nhất khi ở vị trí chấm chấm, và động năng nhỏ nhất khi ở vị trí chấm chấm. Thí nghiệm thứ hai, con lắc dao động. Thu thập thông tin. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng tới vị trí A rồi thả tay ra. Quan sát chuyển động của con lắc như hình 17.2 trong sách giáo khoa. Con lắc có độ cao lớn nhất ở A và C, thấp nhất ở vị trí cân bằng B. Ta lấy vị trí cân bằng B làm mốc để tính các độ cao. Câu hỏi số 5, vận tốc của con lắc tăng hay giảm khi A, con lắc đi từ A về B, B, con lắc đi từ B lên C. Xử lý thông tin. Câu hỏi số 6, có sự chuyển hóa từ dạng cơ năng nào sang dạng cơ năng nào khi A, con lắc đi từ A về B, B, con lắc đi từ B lên C. Xử lý thông tin. Câu hỏi số 7, ở những vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất, có động năng lớn nhất? Câu hỏi số 8, ở những vị trí nào con lắc có động năng nhỏ nhất, có thế năng nhỏ nhất? Các giá trị nhỏ nhất này bằng bao nhiêu? Kết luận, trong chuyển động của con lắc đã có sự chuyển hóa liên tục các dạng cơ năng, thế năng chuyển hóa thành động năng và động năng chuyển hóa thành thế năng. Khi con lắc ở vị trí thấp nhất, tức là vị trí cân bằng, thế năng đã chuyển hóa hoàn toàn thành động năng. Khi con lắc ở vị trí cao nhất, động năng đã chuyển hóa hoàn toàn thành thế năng. Hai là mã, bảo toàn cơ năng. Thu thập thông tin. Những thí nghiệm định lượng chính xác đã chứng tỏ trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng thì không đổi. Người ta nói cơ năng được bảo toàn. Chú ý, khi mô tả các thí nghiệm ở hình vẽ 17.1 và 17.2 trong sách giáo khoa, chúng ta đã bỏ qua ma sát. Thực ra do có ma sát nên quả bóng sau khi chạm đất không thể nảy trở lại độ cao ban đầu, cũng như con lắc sau khi đã được thả ra ở vị trí A không thể quay trở lại đúng vị trí này. Điều đó có nghĩa là nếu kể đến ma sát thì cơ năng của vật không bảo toàn. Một phần cơ năng đã chuyển hóa thành một dạng năng lượng khác mà chúng ta sẽ học trong các bài sau. Ba la mã, vận dụng. Câu hỏi số 9, hãy chỉ ra sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác trong các trường hợp sau. A. Mũi tên được bắn đi từ chiếc cung. B. Nước từ trên đập cao chảy xuống. C.
ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng. Kết luận bài: động năng có thể chuyển hóa thành thế năng, ngược lại thế năng có thể chuyển hóa thành động năng. Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng có thể chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng được bảo toàn. Có thể em chưa biết, các nguồn nước ở trên cao có thế năng rất lớn. Thế năng này có thể chuyển hóa thành động năng làm quay các máy phát điện. Hiện nay người ta mới sử dụng được chưa tới 10% nguồn năng lượng dự trữ khổng lồ này. Gió có động năng rất lớn, là nguồn năng lượng sạch và rẻ tiền. Nếu con người tận dụng được hết động năng của gió, thì gió có thể cung cấp cho con người năng lượng còn lớn hơn năng lượng do nước cung cấp. Từ xưa người ta đã biết sử dụng động năng của gió để chạy các cối xay, gọi là cối xay gió. Các em tham khảo hình 17.3 về đập thủy điện Hòa Bình trong sách giáo khoa.